định hỏng luôn. Má em tới kìa. Nó dặn con chào má Sáu. Dặn con chào má Sáu. Ủa má Sáu đâu em? À dám gạt anh nha. Coi nè. Gạt anh nè, gạt anh nè. Thôi đi. Bộ đội á, coi vậy mà cũng nhát gan dễ sợ à. Ai biểu bộ đội yêu con gái má thì phải biết kính sợ má chứ em. Trời ơi, bộ đội mà bữa nay cũng dẻo miệng ghê ha. Ờ, mà nghĩ cũng lạ. Sao em? Thì hồi đó má nói má đâu có thích anh đâu. Má nói cái thằng bộ đội đó đó, nó cứ cà rỡn à. Còn tánh tình thì y như là con nít vậy đó. Thì tính anh như vậy mà. Vậy mà bây giờ... Bây giờ má thương anh còn hơn là thương em nữa đó. Ờ, thì bây giờ má thương anh nhiều hơn thương em nữa được chưa? Vậy phải được chứ. Nhưng mà lúc má thương anh đó thì anh cũng sắp phải đi xa. Chiến tranh mà, biết làm sao được hả em? Sứ à, sáng mai này anh phải rời xa hòn đất, xa suối lớn kỷ niệm của đôi ta. Khi nhớ đến anh mỗi hoàng hôn, em sẽ đến đây nhìn về cuối chân. Trời xa hơn, người ơi
Sơn. Anh Sơn. Sơn, Sơn ơi, Sơn ơi, Sơn. Sơn ơi, nếu mai này có thống nhất quê hương, anh có trở lại suối Hương mà không còn em nữa. Đừng buồn nghe anh, em đã làm tròn bổn phận của người con trung nghĩa đất Ba Hồ. Cẩn thận, có chuyện gì xảy ra là có những cái đầu tụi bay đó, mày rõ chưa? Sao đừng có sướng? Lãnh tròn một đêm sương, chắc cô đã cảm nhận hết sự giá lạnh thấu tận tâm can rồi chứ. Hãy kêu gọi đồng đội của cô, những người còn lại trong hang hòn sẽ đầu hàng đi, rồi tất cả các người sẽ được tự do. Mày thay đổi cách xưng hô lịch sự. Tao nghe lạ quá. Có gì đâu mà lạ cô sứ. Lên vô vai cô có dài bá xuống, đá cô có dài đá, trăng ngược cô có lần. Mà cô giận tôi sao cô sứ? Tao không sợ mày đâu. Đường đường là một tên giai u thịt bắp, vậy mà lại hành hạ một người phụ nữ không chút phản kháng. Tao kinh. Đêm nay sương còn rơi nhiều, mày còn cứng lắm, nhưng mày nên nhớ, hàng là sống, còn chống là chết. Mày không phải là một đứa con gái tầm, mà mày là một con ngựa diệp cầu. Đầu của mày cứng như đá tảng, miệng của mày cứng như vỏ sò. Tao sẽ đập nát tảng đá thành đập mạnh, nhưng trước khi tao đập, tao phải bật nắp cái vỏ sò để xem mày cứng tới mức độ nào. Mày cứng hả? Mày cứng hả? Mày đưa bà già Sáu ra đây. Sao con? Khoan đó bà Sáu. Tôi biết bà thương con bà lắm, bà nhớ nó lắm phải không? Nhưng nhớ khi gặp nó, nhớ khuyên nó là kêu gọi những người còn lại trong hang hòn cho đầu hàng đi. Bằng không bà yếu lắm, bà chịu không có nổi đâu. Bà mà làm không được, mẹ con bà sẽ cùng chung số phận đó. Tụi bay gọi coi. Sơn con. Chạy tìm con trong núi già.
thái cực quyền
các đồng chí ơi, tôi là sứ đây. Các đồng chí đừng đầu hàng, đừng bỏ số.